Phần Lan tố trực thăng Nga xâm phạm không phận. Phần Lan cho biết một trực thăng Mi-17 Nga xâm phạm không phận nước này, khi Helsinki đang cân nhắc xin gia nhập NATO. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết chiếc trực thăng Mi-17 của Nga đã bay vào không phận nước này khoảng 4 đến 5 km vào sáng 4 tháng 5. Đây là lần thứ hai Phần Lan cáo buộc Nga vi phạm không phận trong năm nay. Sau khi một máy bay vận tải quân sự Nga có hành động tương tự hôm 8 tháng 4, giới chức Phần Lan đang tiến hành điều tra sơ bộ về sự việc, trong khi phía Nga chưa phản hồi về thông tin. Phần Lan có đường biên giới dài hơn 1.300 km với Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Kaikkonen cho biết không loại trừ trường hợp máy bay Nga vi phạm không phận có liên quan tới cuộc diễn tập quân sự quốc tế Euro-22 đang diễn ra ở Ninisalo với sự tham gia của các thành viên NATO Anh, Mỹ, Latvia và Estonia. Thông tin Nga xâm phạm không phận Phần Lan được đưa ra trong bối cảnh Phần Lan và Thụy Điển đang cân nhắc xin gia nhập NATO. Tờ báo của Thụy Điển ngày 25 tháng 4 đưa tin hai nước này có thể nộp đơn xin gia nhập NATO sớm nhất vào tháng 5. Bốn tiêm kích của Nga hồi tháng 3 bị cáo buộc vi phạm không phận Thụy Điển ở gần hòn đảo Gotland có vị trí chiến lược của nước này trên biển Baltic. Tuần trước, máy bay do thám của Nga cũng vượt qua biên giới Thụy Điển, gần một căn cứ hải quân ở miền nam nước này. Các nhà phân tích cho rằng xung đột Nga-Ukraine là nguyên nhân chính khiến Thụy Điển và Phần Lan cân nhắc trở thành thành viên NATO, từ bỏ chính sách an ninh trung lập truyền thống. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, Thụy Điển và Phần Lan đã nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ ngày càng chặt chẽ với NATO và thường xuyên cử lực lượng tham gia các cuộc tập trận chung với khối. Hai nước cũng hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong huấn luyện quân sự từ năm 2015. Dù là đối tác thân thiết của NATO, Helsinki và Stockholm đều không được bảo vệ theo Điều 5 về quy tắc phòng thủ chung theo Hiệp ước của Liên minh. Giới quan sát cho rằng gia nhập NATO sẽ giúp cả hai nước tăng đảm bảo an ninh và sức răn đe trước các mối đe dọa. Nga ngày 11 tháng 4 cảnh báo nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, Nga sẽ buộc phải khôi phục cán cân quân sự bằng cách tăng cường phòng thủ tại khu vực Baltic, trong đó có triển khai vũ khí hạt nhân tới đây. Nhằm đồng hành và hỗ trợ học sinh vượt qua khủng hoảng tâm lý, Thành phố Hồ Chí Minh đã vừa triển khai kênh tiếp nhận tư vấn tâm lý cho học sinh tại 3 bệnh viện chuyên khoa nhi của thành phố. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong cuộc sống, những sự kiện bất ngờ và khủng khiếp có thể đến với bất kỳ ai, ở bất cứ độ tuổi nào và tại bất cứ nơi đâu. Đối với trẻ em thì mức độ ảnh hưởng của khủng hoảng tâm lý thường nặng nề, nghiêm trọng hơn, có thể dẫn đến một khởi đầu ảm đạm cho cuộc đời của đứa trẻ. Chính vì thế, việc chuẩn bị hành trang cần thiết để các em có đủ bản lĩnh, vượt qua những điều không may là bước quan trọng để giúp học sinh trưởng thành, khỏe mạnh. Từ nhiều vụ việc ứng xử tiêu cực của các bạn trẻ vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai kênh tiếp nhận tư vấn tâm lý cho học sinh tại 3 bệnh viện chuyên khoa nhi là Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2. Phụ huynh và học sinh cần hỗ trợ tư vấn tâm lý có thể liên hệ với kênh tiếp nhận hỗ trợ tư vấn tâm lý qua điện thoại hoặc trực tiếp tại các bệnh viện. Những ngày này, các bãi biển du lịch tại thành phố Đà Nẵng trở thành tâm điểm thu hút đông đảo người dân và du khách với rất nhiều các sự kiện, hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, kéo dài suốt cả ngày. Đà Nẵng đang tập trung khai thác thế mạnh biển để phục hồi du lịch và phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế đêm. Khu vực công viên Biển Đông, điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách đến Đà Nẵng, những ngày này thêm sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi như triển lãm ảnh khoảnh khắc sơn trà, lễ hội thể thao biển, thi đấu hip hop. Đặc biệt, chợ phiên đồ cổ Đà Thành với hàng ngàn hiện vật quý trở thành điểm nhấn ý nghĩa chào mừng ngày thống nhất đất nước. Cái lễ hội như thế này rồi quảng bá lên cho tất cả coi như quần chúng và con cháu sau này biết là những cái ngày lễ là cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày mà coi như hoàn toàn đất nước giải phóng. Và chúng tôi cũng có những cái kỷ vật của chiến tranh để lại, cho nên chúng tôi bây giờ là có thể để hướng dẫn cho con em của mình tới đây là những cái vật phẩm này thế nào. Không chỉ bãi biển Phạm Văn Đồng, mà các bãi biển khác như Mân Thái, Mỹ An cũng sôi động không kém với nhiều hoạt động mới lạ như các xe ăn uống lưu động, chiếu phim trên bãi biển, sân khấu âm nhạc, dịch vụ massage trị liệu, phục vụ du khách 24/24 giờ hàng ngày. It's super cool that they organize like all the things now and they're like thật sự là rất hay khi họ tổ chức những hoạt động như thế này.
Cảm giác như thành phố đã hồi sinh trở lại. Chúng tôi đã đi lên bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm rất tuyệt vời, rồi vui chơi ở bãi biển và giờ là thưởng thức nhạc sống ở đây, rất tuyệt. Đà Nẵng đã thực sự hồi sinh trở lại sau cái mùa dịch Covid. Thì là mọi người đều rất là phấn khởi và bản thân em cũng vậy. Thì là cái những cái hoạt động này á, là khuyến khích cho em càng trở thêm yêu Đà Nẵng hơn và mình đi ra ngoài nhiều hơn nữa để mình có thể tận hưởng cái thành phố Đà Nẵng về đêm. Để hình thành nên những bãi biển không ngủ, Đà Nẵng cũng huy động lực lượng chức năng để đảm bảo mọi hoạt động phục vụ người dân và du khách diễn ra an toàn, lành mạnh và vui tươi. Công tác an ninh an toàn trên bãi biển thì được chúng tôi rất là quan tâm. Hiện nay thì tất cả các anh em cứu hộ và anh em bảo vệ biển là tăng 100% quân số và trực tại các bãi biển mà có cái lượng khách đến tắm đông. Sau thời gian dài trầm lắng vì dịch bệnh, có thể nói các bãi biển du lịch tại Đà Nẵng đang hồi sinh mạnh mẽ, truyền đi thông điệp về sức sống của một thành phố du lịch năng động, sẵn sàng chào đón du khách trong nước và quốc tế quay trở lại.